Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 6. Hỡi con, nếu con có bảo lãnh cho kẻ lân cận mình, nếu con giao tay mình vì người ngoại, thì con đã bị lời miệng mình trói buộc, mắc phải lời của miệng con. Hỡi con, bởi vì con đã sa vào tay kẻ lân cận con, hãy làm điều này và giải cứu mình con. Hãy đi hạ mình xuống, nài xin người lân cận con, chớ để cho hai mắt con ngủ, hoặc mí mắt con chợp lại. Hãy giải cứu mình khỏi người, như con hoàng dương thoát khỏi tay thợ săn, như con chim thoát khỏi tay kẻ đánh rập. Hỡi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến, khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan. Tuy nó không có hoặc quan tướng, hoặc quan cai đốc hay là quan trấn, thì nó cũng biết sắm sửa lương phạn mình trong lúc mùa hè, và thâu trữ vật thực nó trong khi mùa gặt. Hỡi kẻ biếng nhác, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào? Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy? Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút, thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo, và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm binh khí. Người nào đi đứng, có miệng giả dối, là một kẻ vô loại, một người gian ác. Hắn liếc con mắt, dùng chân mình bày ý, và lấy ngón tay mình ra giấu. Trong lòng hắn vẫn có sự gian tà, nó toan mưu ác luôn luôn và gieo sự tranh cạnh. Bởi cớ ấy, tai họa sẽ xảy đến nó thình lình. Bỗng chốc nó bị bại hoại, không phương thế chữa được. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội, lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con. Khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn và đeo nó nơi cổ con. Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con. Lúc con ngủ, nó gìn giữ con, và khi con thức dậy thì nó sẽ trò chuyện với con. Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống, đặng giữ con khỏi người đàn bà ác nghiệp và khỏi lưỡi vua nịnh của dâm phụ. Lòng con chớ tham muốn sắc nó, đừng để mình mắc phải mí mắt nó. Vì tại kỵ nữ có người nông nổi chỉ còn một miếng bánh mà thôi. Người dâm phụ vẫn lừa sẵn linh hồn quý báu. Há có người nào để lửa trong lòng mình mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên thang lửa hực mà chân mình lại chẳng bị phồng chăng? Kẻ nào đi tới cùng vợ người lân cận mình cũng vậy. Phàm ai đụng đến nàng, ắt chẳng được khỏi bị phạt. Người ta chẳng khinh dị kẻ trộm, nếu nó ăn cắp đặng phỉ lòng mình khi đói khát. Hễ nó bị bắt, chắc phải thường bồi gấp 7 lần. Nó sẽ nộp hết tài sản của nhà nó. Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tức vô tâm vô trí, ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất. Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ. Sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi. Vì sự ghen ghét là điều giận dữ của người nam. Trong ngày báo thù, người không dòng thứ. Người sẽ chẳng nhận giá đền tội nào hết. Mặc dầu con gia tăng của lễ, người cũng không đặng phỉ ý đâu. Sách Khải Huyền, chương 1. Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy.
phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Văn gửi cho 7 hội thánh ở xứ A-si, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi 7 vị thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Jesus Christ là đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng phán rằng: Ta là Alpha và Omega. Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Patmo vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giêsu. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: Điều ngươi thấy, hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 hội thánh tại Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodice. Bây giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại, thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết. Nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự mầu nhiệm của 7 ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của 7 chân đèn vàng. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn là 7 hội thánh vậy. Chương 9. Ngày 24 tháng ấy, dân Israel nhóm lại, cử ăn, mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Israel chia rẽ các người ngoại, đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày. Trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Bây giờ, Giê-sua, Bani, Cát-mi-ên, Sê-ba-nia, Bun-ni, Sê-rê-bia, Bani và Kê-na-ni đứng dậy tại trên sạp người Lê-vi và kêu cầu lớn tiếng cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Khi ấy, những người Lê-vi là Giê-sua, Cát-mi-ên, Bani, Ha-sáp-nia, Sê-rê-bia, Hô-đia, Sê-ba-nia và Phê-ta-hia nói rằng: Hãy đứng dậy, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi là đấng hằng có đời đời kiếp kiếp. Đáng khen ngợi danh vinh hiển của Ngài vẫn trỗi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi. Ôi, chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó. Chúa bảo tồn những vật ấy và cơ binh của các tầng trời đều thờ lại Chúa. Chúa ơi, Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà đã chọn Áp-ram, đem người ra khỏi U-rơ của dân Canh-đê và ban cho người tên Áp-ra-ham. Chúa thấy lòng người trung thành tại trước mặt Chúa
Và Chúa lập giao ước với người, đặng ban cho dòng dõi người xứ của dân Canaan, dân Hethit, dân Amorit, dân Pheresit, dân Jebusit và dân Girgashit. Chúa có làm ứng nghiệm lời của Chúa vì Chúa là công bình. Chúa có thấy sự khốn khổ của tổ phụ chúng tôi tại Ai Cập, có nghe tiếng kêu la của chúng tôi bên biển đỏ, làm những dấu kỳ phép lạ nơi Pharaoh, nơi đầy tớ người và nơi toàn dân sự của nước người. Vì Chúa biết rằng họ có đối đãi tổ phụ chúng tôi cách kiêu căng, và Chúa có làm nổi danh Chúa như thể ngày nay. Chúa có phân rẽ biển trước mặt chúng nó, để chúng nó đi ngang qua giữa biển trên đất khô. Còn những kẻ đuổi theo, Chúa bèn ném họ dưới vực sâu, như ném đá trong nước lớn. Ban ngày, Chúa dẫn dắt chúng bằng một trụ mây, và ban đêm bằng một trụ lửa, để chiếu sáng cho chúng trong con đường phải đi theo. Chúa cũng giáng lâm tại trên núi Sinai, phán với chúng từ trên trời, ban cho chúng những luật lệ ngay thẳng, pháp độ chân thật và những quy tắc cùng điều răn tốt lành. Chúa khiến cho chúng biết ngày Sa-bát thánh của Chúa, cậy Môi-se tôi tớ của Chúa truyền cho chúng những điều răn, quy tắc và luật pháp. Từ các tầng trời, Chúa ban cho chúng bánh đặng ăn đói, khiến hòn đá chảy ra nước cho chúng uống khát, phán biểu chúng vào nhận lấy sứ mà Chúa đã thề ban cho chúng. Nhưng tổ phụ chúng tôi cư xử cách kiêu hãnh, cứng cổ mình, không nghe các điều răn của Chúa, chẳng khứng vâng theo và không nhớ đến các phép lạ mà Chúa đã làm giữa chúng. Nhưng chúng cứng cổ mình, và trong sự bội nghịch mình, cắt một kẻ làm đầu đặng trở về nơi nô lệ của họ. Nhưng Chúa vốn một Đức Chúa Trời sẵn tha thứ, hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và dư đầy nhân từ. Chúa không có lìa bỏ chúng, dẫu khi chúng làm một con bò con đực mà rằng: này là thần đã dẫn các ngươi lên khỏi Ai Cập, và chọc cho Chúa giận nhiều, thì Chúa vì sự thương xót của Chúa không lìa bỏ chúng trong đồng vắng. Trụ mây dẫn đường ban ngày không lìa khỏi trên chúng, hoặc trụ lửa lúc ban đêm chiếu sáng và chỉ cho chúng con đường chúng phải đi. Chúa cũng ban cho chúng thần linh lương thiện của Chúa để dạy dỗ cho chúng, không từ chối cho miệng chúng ăn mana và ban cho chúng nước đặng uống khát. Phải, Chúa nuôi dưỡng chúng 40 năm trong đồng vắng, chúng chẳng thiếu thốn chi cả, quần áo chúng không cũ rách và chân chúng chẳng phù lên. Vả lại, Chúa ban cho chúng những nước và dân tộc và phân phát nước ấy cho chúng. Chúng nhận được nước của Sihôn, tức nước của vua Hết-bôn, và nước của Ốc vua Ba-san. Chúa cũng thêm nhiều con cháu chúng đông như sao trên trời, đưa chúng vào xứ mà Chúa đã phán cùng tổ phụ chúng rằng chúng sẽ vào đó đặng nhận lấy xứ ấy. Vậy con cháu chúng bèn vào và nhận lấy xứ, và Chúa bắt phục trước mặt họ các dân của xứ là dân Canaan, phó dân ấy và những vua chúng nó cùng các dân tộc của xứ vào tay họ, đặng họ đãi các dân ấy theo ý mình muốn. Họ chiếm lấy những thành bền vững và ruộng đất màu mỡ, được những nhà đầy các vật tốt lành, những giếng đào, vườn nho, vườn olive và cây trái rất nhiều. Chúng ăn bèn được no nê và mập béo, vui lòng trong sự nhân từ lớn lao của Chúa. Dù vậy, chúng chẳng vâng theo, bèn phản nghịch với Chúa, ném bỏ luật pháp Chúa sau lưng, giết các đấng tiên tri của Chúa là người làm chứng nghịch cùng họ, đặng đem họ trở lại cùng Chúa. Song chúng lại chọc giận Chúa nhiều thay. Vì vậy, Chúa phó họ vào tay cừu địch của họ, chúng nó hà hiếp họ. Trong thời hoạn nạn, chúng kêu cầu cùng Chúa, thì từ các tầng trời Chúa có nghe đến, theo lòng nhân từ lớn lao của Chúa. Chúa bèn ban cho những đấng giải cứu để cứu chúng khỏi tay kẻ cừu địch mình. Nhưng khi chúng được an tịnh, bèn khởi làm lại điều ác trước mặt Chúa. Vì vậy, Chúa bỏ chúng vào tay kẻ thù nghịch để quản hạt chúng. Song khi chúng trở lại kêu cầu cùng Chúa, thì Chúa từ trên trời nghe đến, và vì lòng thương xót Chúa nên giải cứu chúng nhiều lần. Chúa cũng làm chứng nghịch cùng chúng để dẫn dắt chúng trở lại luật pháp của Ngài. Dầu vậy,
chúng cư xử cách kiêu ngạo, không nghe các điều răn Chúa, phạm đến luật lệ của Chúa là luật lệ, nếu người nào vâng làm theo, tất sẽ được sống. Chúng ở chấp nhất, cứng cổ mình và không khứng nghe theo. Chúa dung thứ chúng nhiều năm và cậy thần linh và các tiên tri của Chúa mà làm chứng nghịch cùng chúng. Nhưng chúng không lắng tai nghe, nên Chúa phó chúng vào tay dân tộc của các xứ. Song vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không có tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng. Vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ. Vậy bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, là Đức Chúa Trời rất lớn, rất quyền năng và đáng sợ, hằng giữ giao ước và sự nhân từ. Xin chớ coi nhỏ mọn trước mặt Chúa các việc đau đớn cực nhọc đã giáng trên chúng tôi, trên các vua và các quan trưởng, trên những thầy tế lễ và các tiên tri, trên tổ phụ chúng tôi và trên hết thảy dân sự của Chúa, từ đời các vua Assyri cho đến ngày nay. Trong mọi việc đã xảy đến cho chúng tôi, Chúa vẫn là công bình, vì Chúa thi hành cách chân thật, còn chúng tôi lại làm cách hung ác. Các vua chúng tôi, các quan trưởng, những thầy tế lễ và tổ phụ chúng tôi không có gìn giữ luật pháp của Chúa, cũng chẳng nghe theo các điều răn và chứng cớ mà Chúa phán dạy nghịch cùng chúng. Tại trong xứ của chúng, giữa điều ơn lành dư dật mà Chúa đã ban cho chúng, tại trong đất rộng rãi và màu mỡ mà Chúa đã đặt trước mặt chúng, chúng không phục sự Chúa, chẳng trở bỏ các công việc ác của họ. Kìa, ngày nay chúng tôi làm tôi mọi. Này, chúng tôi làm tôi trong xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi để ăn bông trái và thổ sản tốt tươi của nó. Xứ sinh ra nhiều thổ sản cho các vua mà Chúa đã lập trên chúng tôi, tại cớ tội lỗi của chúng tôi. Các vua ấy cũng tự ý mình lấn lướt trên thân thể chúng tôi và các súc vật của chúng tôi, và chúng tôi đang bị hoạn nạn lớn. Dầu các sự này, chúng tôi lập giao ước chắc chắn và chúng tôi ghi chép nó. Các quan trưởng, người Lê Vi và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ẩn chờ. Chương 10. Này là tên của các người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Nehemi làm quan tổng trấn, là con trai của Hakalia và Sedekia, Seraya, Asaria, Jeremy, Phasura, Amaria, Mankia, Hattuk, Shebania, Maluk, Harim, Meremot, Abdia, Daniel, Ginethon, Baruch, Mesulam, Abia, Miyamin, Maasia, Bingai, Shemaya. Ấy là những thầy tế lễ. Những người Lê Vi là Yeshua, con trai của Asania, Binui, con trai của Henadad, các Mi-en và các anh em của họ, Shebania, Hodia, Kelita, Belaya, Hanan, Miche, Rehob, Hashabia, Sakua, Sherebia, Shebania, Hodia, Bani và Beninu. Các quan trưởng của dân sự là Pharoth, Phabat Moab, Elam, Sactu, Bani, Buni, Agag, Bebai, Adonia, Biết-vai, Adin, Ate, Esechia, Asura, Hodia, Hashum, Besai, Harib, Anatot, Nibai, Mac-bi-ach, Mesulam, Hesia, Meshesabeen, Sadok, Yadua, Phelatia, Hanan, Anaya, Oshe, Hanania, Hashub, Halohet, Bila, Shobek, Rehum, Hashabna, Maaseya, Ahiya, Hanan, Anan, Maluk, Harim và Baana. Dân sự còn sót lại, những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nethinim, các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời và vợ, con trai, con gái của họ, tức các người có sự tri thức và sự thông sáng, đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình, mà thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se, tôi tớ Ngài ban cho, và gìn giữ làm theo các điều răn của Đức Giê-hô-va
là Chúa chúng tôi, cùng lệ luật và phép tắc của Ngài. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi. Lại hứa rằng nếu trong ngày Sa-bát hay ngày thánh nào dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho thì chúng tôi sẽ chẳng mua. Và qua năm thứ bảy chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Chúng tôi cũng định lấy lệ buộc chúng tôi mỗi năm dâng 1/3 siết lơ dùng về công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, về bánh trần thiết, về của lễ chay thường dân, về của lễ thiêu hằng hiến, về của lễ dân trong ngày Sa-bát, trong ngày mồng 1 và trong các ngày lễ trọng thể, lại dùng về các vật thánh, về của lễ chuộc tội cho dân Israel và về các công việc làm trong đền Đức Chúa Trời của chúng tôi. Chúng tôi là những thầy tế lễ, người Lê-vi và dân sự khác bắt thăm về việc dâng củi lửa đặng mỗi năm theo kỳ nhất định tùy nhà tổ phụ mình, mà đem những củi đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi hầu cho đốt trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi, y như đã chép trong luật pháp vậy. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va, lại chiếu theo luật pháp đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi và con đầu lòng của súc vật chúng tôi hoặc chiên hay bò đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi, mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền của Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem của đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, về của lễ dơ lên, bông trái của các thứ cây, rượu mới và dầu, mà giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn 1/10 huê lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê-vi, vì người Lê-vi thâu lấy 1/10 trong thổ sản của ruộng đất về các thành chúng tôi. Thầy tế lễ, con cháu của A-rôn sẽ đi với người Lê-vi khi họ thâu lấy thuế 1/10, rồi họ sẽ đem 1/10 của trong thuế 1/10 ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, để tại nơi phòng của kho tàng. Vì dân Israel và người Lê-vi sẽ đem các của lễ dơ lên bằng lúa mì, rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, kẻ canh cửa và những người ca hát. Vậy chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.